Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Trước giờ bóng lăn, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2021. Trước giờ bóng lăn, bên Phạm Thức Audio xin phép được đăng và bán con EQ Kenwood GE49. Con này sản xuất tại Nhật. Với cấu tạo của nó là khổ 43cm từ bên này sang bên này. Và chiều cao của nó là 8,5 phân. Và chiều sâu của nó là 32,5cm. Con EQ này của nó là gồm có 7 giải tần một vế, 14 giải tần tổng hợp tất cả mọi thứ. Có 2 cổng táp và cổng thường. Nhưng mà nôm na là anh em chỉ nên dùng một cổng, đấy là theo lời khuyên của em. Đây là qua EQ và không qua EQ. Đầu cần có bóng đèn đỏ để báo tín hiệu đấy. Với dòng nhạc bây giờ anh em đang chơi toàn bộ gần như chủ yếu là chơi nhạc mạng. Đây, như em đang bật nhạc mạng Bluetooth, đồng nghĩa với việc là chất âm của cái nhạc trên mạng nó rất chi là không được ổn định cho lắm. Vì vậy anh em mình muốn nghe và muốn chơi để cho chất lượng âm thanh nó tốt lên một chút nữa thì nhiều anh em sự lựa chọn bây giờ sáng suốt vẫn là chọn EQ, thay bằng việc là chọn một cái giải mã quá đắt tiền mà không được chỉnh âm thanh thì mình nên mua một chiếc EQ với cái giá hợp lý và mua một cục giải mã Trung Quốc đời mới bây giờ, tiếng tốt, xong mua thêm một cái EQ nữa là tạo cho bộ âm thanh của mình được một chế độ âm thanh tốt và khá tốt. Và cái thứ hai nữa là có thể chỉnh âm thanh theo từng bộ dàn của mình được. Đi sâu vào chi tiết thì đây, em ấn cho anh em xem. Không có quai và có quai, tiếng nó nhỏ. Ví dụ như bây giờ đây, anh em nghe thấy không? Đây là không có quy. Tiếng nó nhỏ không ạ? Ấn qua phát này, tiếng to lên rất nhiều à. Mà mình thích cái giải trung chẳng hạn thì mình nhấc lên một chút là trung lên này. Cần gạt con này còn rất tốt, gạt rất nhẹ nhàng và lên tình cảm. Đây là giải siêu tép này à, đây là giải siêu bát này à. Quay lại với cái vấn đề mà lúc đầu tiên của video em xin nói, đấy là trước giờ bóng lăn. Vì vậy trước giờ bóng lăn thì là như nào? Bây giờ em xin phép được như này, em công bố giá bán tại thời điểm này là 1,5 triệu. Còn chiếc EQ này mặt mũi rất đẹp, đây 1,5 triệu. Nhưng tối nay 23 giờ 45 phút tối nay Việt Nam gặp Malaysia. Nếu Việt Nam mà thắng, em xin phép được bán con giá con EQ này với giá là 1,2 triệu. Giá này, giá trước và giá sau đều không bao cước em nhé. Và giá này là phải chuyển khoản thì em mới bán. Đây là chiếc EQ Kenwood khổ 43 chứ không phải mấy cái khổ nhỏ nhỏ kim kim anh em nhé. Đấy, đợi chút, đây em sẽ quay đằng sau cho anh em xem. Để tiện cho anh em thì em xin phép là được cởi chuồng nó ra luôn. Đây, đã cởi cái nắp của nó ra rồi. Đây là phần ruột gan cũng như phần sau của chiếc EQ này. Cái vết này là vết băng keo bẩn đây anh em nhé. Đây, lau đi là hết thôi. Đấy, em hàng của em chưa lau chùi kỹ đâu, anh em về lau chùi thêm. Đấy, cái vết này cũng thế là vết keo chứ không phải dao cả. Cổng in vào đây và cổng ớt ra đây. Con này của nó công suất của nó là 5W anh em nhé. Điện của nó là điện đa cục điện 100 và 220V. Em đã dán cái tem vào để niêm phong anh em, không cho anh em xoay cầu điện. Cầu điện của nó ở chỗ này này, em để luôn điện 220V cho anh em tránh cái tình trạng cắm nhầm. Đây là phần nguồn của nó, máy móc của nó đây. Các cần gạt của nó, anh em nhìn chưa? Đây là ruột của nó. Em bao cho anh em con máy này zin 100%, chưa đụng chạm hay làm sửa chữa bất cứ một thứ gì cả. Đấy, giá trước giờ bóng lăn là 1,5 triệu và sau giờ bóng lăn là 1,5 triệu. Nếu Việt Nam thắng, bên em xin phép được bán con này với giá 1,2 triệu. Đấy, rồi máy hoạt động hoàn hảo anh em nhé, đèn sáng hết nhé. Đấy, rồi thank you anh em đã xem và ủng hộ kênh và ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Cầu chúc Việt Nam vào World Cup và giành vô địch thế giới anh em nhé. Ok.